Hỏi the, lại là mình đây, nghe giọng hơi khai khác đúng không nào? Yeah, mình đang bị bệnh, thôi các bạn nghe đỡ nhé. Sau khi chúng ta đã cùng nhau đi qua chỗ ngứa về Lexical Resource, hôm nay chúng ta sẽ đi qua một chỗ ngứa khác trong kỳ thi IELTS của phần Writing. Chỗ ngứa mà hôm nay chúng ta sẽ cùng đi qua đó là Grammatical Range and Accuracy. Hiểu một cách đơn giản thì Grammatical Range chính là tầm hiểu biết của các bạn về ngữ pháp trong tiếng Anh. Nghĩa là nếu như các bạn có đủ khả năng để cho người ta biết rằng mình có thể sử dụng nhiều điểm ngữ pháp khác nhau, các bạn có sự hiểu biết nhất định về những điểm ngữ pháp khác nhau, thì bạn sẽ có điểm rất cao trong phần Grammatical Range. Thế còn Accuracy? Accuracy hiểu một cách đơn giản chính là khả năng mà các bạn có thể sử dụng, các bạn có thể phô diễn những điểm ngữ pháp này một cách chính xác nhất có thể. Thì chúng ta sẽ cùng đi qua 3 điểm chính để có thể tối ưu hóa tối đa cái khả năng được đạt được điểm cao của các bạn trong phần này nhé. Điểm đầu tiên và cũng là điểm cơ bản nhất mà chúng ta nên đi qua, cần đi qua, đó là về tenses. Đối các bạn, trong tiếng Anh có bao nhiêu thì? Nếu như câu trả lời của bạn đó là nhiều thì chính xác. Yeah, các bạn có một câu trả lời rất là đúng. Trong tiếng Anh có rất nhiều thì mà trong đó có khoảng 12 thì chính. 12 thì chính này được chia làm 3 nhóm, đó là nhóm về hiện tại present, nhóm về quá khứ past và nhóm về future tương lai. Và trong mỗi nhóm này thì được chia nhỏ làm 4 thì khác: thì đơn, thì tiếp diễn, thì hoàn thành và thì hoàn thành tiếp diễn. Vậy thì nhìn chung chúng ta sẽ có tất cả 12 thì. Và cách sử dụng 12 thì này một cách chính xác và phù hợp trong từng ngữ cảnh một, các bạn sẽ có được điểm khá cao trong phần grammatical range. Và chúng ta cùng điểm qua một ví dụ nhé. Giả sử chúng ta đang viết một bài map task 1 của phần writing. Giả sử như chúng ta chỉ nói rằng the old cinema was converted into a new apartment chẳng hạn, thì chúng ta sẽ chẳng có cái gì nổi bật về phần ngữ pháp cả. Tuy nhiên, thay vì sử dụng thì quá khứ đơn, giả sử các bạn sử dụng thì hiện tại hoàn thành, các bạn sẽ được phần điểm cao hơn. Tại sao vậy? Tại vì thứ nhất thì hiện tại hoàn thành chính là một điểm ngữ pháp khá là phức tạp, và thứ hai là thì hiện tại hoàn thành sẽ thích hợp hơn ở đây. Mặc dù mọi chuyện đã xảy ra trong quá khứ, tuy nhiên chúng ta không biết chính xác thời gian nó xảy ra lúc nào. Chúng ta chỉ biết rằng ở hiện tại có kết quả. Thì present perfect hiện tại hoàn thành sẽ giúp chúng ta thực hiện điều này, nghĩa là dùng để diễn tả hành động trong quá khứ không xác định thời gian nhưng để lại kết quả hiện tại. Một ví dụ khác, giả sử chúng ta đang viết một task 2, chúng ta viết một cái topic sentence cho task 2 trong phần writing. Study abroad plays a fundamental role in students' personal development. Giả sử chúng ta chỉ dùng thì hiện tại đơn như thế này thì cũng không thật sự hay đúng không nào. Nhưng giả sử chúng ta thay đổi thì hiện tại đơn này bằng thì hiện tại thành chẳng hạn, để nhấn mạnh rằng việc này đã và đang xảy ra từ rất lâu rồi, từ trong quá khứ và hiện tại và có khả năng diễn tả trong tương lai nữa, thì chúng ta có thể có được một số điểm cao hơn. Thứ nhất bởi vì nghĩa, thứ hai bởi vì như mình đã nói thì hiện tại thành là một thì khá là complex trong ngữ pháp tiếng Anh. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi qua phần thứ hai, đó là phần sentence structure. Khoan nói về vấn đề này, chúng ta hãy cùng hỏi lại trong kiến thức tiếng Việt, các bạn có còn nhớ trong tiếng Việt có bao nhiêu loại câu không? Nếu như câu trả lời của các bạn đó là nhiều thì yeah, một lần nữa các bạn đã có câu trả lời chính xác. Trong tiếng Việt có 3 loại câu chính, đó là câu đơn, câu ghép và câu phức. Và trong tiếng Anh cũng vậy, chúng ta có những simple sentence, nghĩa là những câu mà chỉ có một ý. I want to learn IELTS, I'm very lazy, nó chỉ chứa một ý tưởng, người ta gọi là simple sentence. Và trong tiếng Anh cũng có một loại câu khác, đó là complex sentence, chính là những loại câu mà nó gồm hai hoặc nhiều ý tưởng khác nhau. Chúng ta có những loại câu phức khác nữa, ví dụ như loại câu phức có bao gồm noun clause, chúng ta cũng có loại subordinating clause và chúng ta cũng có dạng relative clause. Yeah, mình đều quan hệ, có lẽ là chẳng còn ai hoặc là rất ít người cảm thấy xa lạ với điều này đúng không nào? Relative clause. Và cách sử dụng nhuần nhuyễn những loại câu phức này trong bài viết của các bạn thì các bạn sẽ có số điểm cao hơn. Nhắc lại nhé, complex sentence là những câu mà trong đó gồm nhiều ý tưởng được liên kết sâu chuỗi lại với nhau bằng những từ nối, những điểm ngữ pháp khác nhau. Và bằng cách sử dụng complex sentence, chúng ta sẽ có điểm cao trong bài viết của mình. Tuy nhiên thì liệu chúng ta có nên sử dụng tất cả đều complex sentence trong bài viết của mình? Wow, có lẽ chúng ta không nên các bạn ạ. Ta nên có một sự cân bằng nhất định giữa simple sentence câu đơn và complex sentence câu phức. Tuy nhiên thì mình vẫn nghiêng về việc chúng ta nên viết nhiều complex sentence hơn để cho độc giả, cho giám khảo biết rằng các bạn có khả năng để viết những loại câu phức. Và chúng ta vừa đi xong phần sentence structure trong grammatical range. Bây giờ phần cuối cùng của grammatical range đó chính là miscellaneous. Miscellaneous là một loạt những điểm ngữ pháp khác mà các bạn có thể tìm thấy trong tiếng Anh. Ở đây mình xin liệt kê ra 3 điểm ngữ pháp hay sử dụng, hay gặp nhất trong tiếng Anh. Điểm ngữ pháp thứ nhất đó là passive voice. Bằng cách sử dụng passive voice, các bạn đã làm hai việc. Việc thứ nhất là các bạn khiến cho câu văn các bạn trở nên formal hơn, tăng tính formality của câu văn. Một điểm ngữ pháp khác các bạn có thể sử dụng để giảm mức độ khẳng định cũng như là tăng tính khách quan, đó là việc sử dụng modal verb. Chắc hẳn các bạn đều biết rằng modal verb có những khả năng khác nhau, ví dụ như must diễn tả một khả năng bắt buộc, should diễn tả khả năng nên. Nhưng có một điều ít người biết, đó là tất cả những modal verb đều có một điểm chung, đó là nó có thể sử dụng để đưa ra khả năng xảy ra của một sự việc bằng cách chúng ta sử dụng những từ mang khả năng cao, ví dụ như must, should, và chúng ta sử dụng những từ mà mang khả năng xảy ra ít, ví dụ như may, might, thì các bạn có thể tăng tính khách quan của mình lên. Ngoài ra thì chúng ta cũng thường gọi modal verb là tense, nhưng mà mình thấy việc này nó không đúng lắm, cho nên
Well, thôi, chúng ta vẫn cứ gọi nó là Moravec nhé. Và điểm nhỏ cuối cùng trong phần miscellaneous này đó là việc sử dụng conditional. Conditional không bao hàm việc chúng ta chỉ sử dụng mỗi cái chữ if đâu các bạn. Chúng ta có thể sử dụng những Moravec ở dạng quá khứ, ở dạng không xảy ra, ở dạng bla bla bla. Để làm tăng tính khách quan của mình cũng như cho người ta thấy rằng grammatical range của ta rất là rộng. Hồi nãy mình có nói điểm thứ ba là điểm cuối cùng rồi, nhưng bây giờ mình đổi ý, mình còn một điểm thứ tư muốn nói cho các bạn nữa, đó là comparatives. Bằng cách sử dụng lối viết so sánh trong bài văn của mình, các bạn có thể tăng lên điểm task achievement. Bởi vì thường người ta hay yêu cầu là các bạn hãy make comparison where necessary. Và một điều nữa là mình tính nó là một điểm ngữ pháp, và sẽ rất là hay nếu như các bạn có thể sử dụng điểm ngữ pháp này để diễn đạt một điều gì đó. Alright các bạn, chúng ta vừa đi qua hết ba mục nhỏ của phần grammatical range, bao gồm tense, sentence structure và miscellaneous. Các bạn cần lưu ý là tense chúng ta hãy sử dụng nhiều thì khác nhau trong việc viết. Sentence structure chúng ta hãy cố gắng balance giữa việc sử dụng simple sentence và complex sentence. Trong đó thì nên ưu tiên về phần complex sentence. Và cuối cùng là miscellaneous, gồm bốn cái: passive, modal verb, so sánh và conditionals. Bây giờ chúng ta sẽ cùng qua phần accuracy. Phần này nhanh thôi các bạn ạ. Accuracy nghĩa là sự chính xác. Như nãy mình có nói là người ta sẽ xem các bạn có tầm hiểu biết tốt về grammatical range, nhưng các bạn có thể biểu thị grammatical range của các bạn một cách chính xác hay không, thì đó lại là một chuyện khác. Bằng cách người ta xem các bạn có sai nhiều lỗi hay không, người ta sẽ đánh giá các bạn điểm accuracy của các bạn nhiều hay ít. Tuy nhiên thì liệu rằng người ta có bắt các bạn phải đúng 100% trong bài viết của mình? Well, câu trả lời đó là không, chẳng ai đủ ác hồn để làm công việc này cả các bạn. Ngay cả native speaker người ta cũng hay make những mistake, chứ đừng nói gì là người học English như là foreign language như mình nhé. Wow, thế thì người ta sẽ trừ điểm mình khi nào? Giả sử như các bạn dùng điểm ngữ pháp để truyền tải một ý tưởng nào đó, tuy nhiên các bạn lại sai một lỗi nhỏ xíu nào đó, các bạn vẫn truyền tải được ý tưởng, người ta vẫn hiểu, wow, thì người ta sẽ không trừ điểm các bạn. Tuy nhiên nếu các bạn truyền tải một ý tưởng và các bạn lại sai một cách trầm trọng, làm ý tưởng bị hiểu sai đi, bị hiểu lệch đi, wow, thì người ta sẽ tính đây là một critical mistake và người ta sẽ trừ điểm các bạn. Cho nên mình nhắc lại cái việc viết bài xong sớm, dành khoảng 5 phút cuối giờ để check lại tất cả những lỗi ngữ pháp cũng như từ vựng là tối cần thiết. Alright, vậy chúng ta vừa kết thúc phần grammatical range và accuracy của phần writing. Đây là criterion thứ hai, đây là một tiêu chí thứ hai mà người ta sử dụng để đánh giá bài viết của các bạn. Sau khi đã xem xong video này, nếu như bạn nào chưa xem về lexical resource, mình đề nghị các bạn nên xem. Và nếu như các bạn thật sự chưa hiểu kỹ về phần này thì có lẽ là các bạn nên hướng về phần comment và để lại những câu hỏi. Và một điều quan trọng khác, các bạn hãy xem phần complex sentence cũng như là những điểm ngữ pháp mà mình có đề cập trong bài viết ở đây. Giả sử như có một điểm ngữ pháp nào đó các bạn không hiểu thì hãy để lại ở phần comment nhé. Bài viết tiếp theo mình sẽ tập trung vào phần grammar này. Hẹn gặp lại các bạn ở phần video thứ 3 trong chuyên đề về Writing Criteria, Coherence and Cohesions. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại.